Hello Tống Phương, chào quý vị và các bạn ha. Thì hôm nay cũng lên kể một chuyện ma cho quý vị và các bạn nghe vui ha. Thì câu chuyện này cũng người xưa kể lại nha quý vị các bạn. Thì mình cũng truyền miệng mình kể cho quý vị và các bạn nghe vui ha. Thì câu chuyện đó là như thế này quý vị các bạn à. Thì hồi xưa là mấy ông già ông sồn sồn, cũng năm mấy 60 tuổi, ở trong xóm cũng ba ông ông già. Thì xưa thì nước biêu lên thì cũng sống nghề dân câu cái gì các bạn, câu lặn mà kiếm cá rồi bán tiền mua gạo, rồi chủ yếu xưa mua gạo ăn ha. Xưa thì đất cát nhưng mà lúa không có trúng cái gì các bạn, bởi vì thiếu hụt quá rồi mới mần dân câu lưới rồi kiếm cá ăn. Đấy, mấy ông đó thì dân ở vòng vòng lòng nhà hoài thì biết cá cũng dính ít, cũng dính mà ít, cá xưa cũng nhiều nhưng mà dân hoài ngày này qua ngày kia biết cá không biết cũng yếu dính nhát. Cái bữa đó ba ông ngủ, bữa nay mình vô đồng lớn chổng, đồng chổng rộng mình thiên mình vô chổng mình dân dân lòng nhà hoài cá ít quá. Ba ông thì cũng ở gần sớm nhau vậy à, mời mà ba anh em mình đi quán sớm này, chứ bữa nay lỡ dặn ở đây bữa này rồi mời chuẩn bị mồi màn đồ với ba cái câu sửa lại đàng hoàng đó, mình đi đồng lớn mình dâng cho nhiều lần mà kiếm cá cái cũng hẹn hò xong xuôi rồi. Cái sáng sáng kêu vợ con nấu cơm sẵn đồ, con đầu có vợ đem theo cái gì các bạn, tại vô đồng cũng hơi xa cách chỗ ông ở, vô trong đồng lớn ở chừng 5-6 cây số. Thì trong đó thì nó đồng nó rộng minh thiên, cá thì nhiều nữa, nó hơi xa nhà. Sáng cái ba ông đó vợ con nấu cơm mà vợ đem theo xong xuôi đó, mà ông đem lò rồi trà rượu đồ theo nữa quý vị các bạn. Củi thì cũng đem theo, ông thì bó tối có cá có mắm gì cái nướng đã gai. Vô tới đồng mới bắt đầu đồng thì nước thì nó lên nó dòng ganh thì lấp láng hết rồi, ngập ganh. Thì ba ông thì ba cái dòng ganh nó là dân là mấy trăm luồng câu, tại vì luồng câu đó chỉ có 2 lưỡi không 3 lưỡi à. Luồng câu giống một chùm cái gì các bạn. Thì cách chừng mười mấy thước thì dân luồng cá nhiều mà đâu cần xa, 15-16 thước thì cũng luôn dân sẵn. Hừng sáng vô tới đồng nó cỡ 8 giờ đi, vô tới đó bơi tới đó khoảng 10 giờ dân ba cái luồng câu nó xong xuôi rồi, bắt đầu là có 3 giờ thì cái luồng một bờ ganh đó là dài gần cái cây số lận. Ba ông đó là dân là 200, một người 200 luồng là vô tới đó vừa đó quý vị các bạn. Vô dân xong là có 3 giờ rồi. Ngồi nghỉ một chút đặng mà nghỉ rồi mấy ông hâm cá, hâm lại ăn cơm đặng 4 giờ đi móc mồi. Móc thì mồi thì mau hơn cái dân, dân thì lâu. Cái 4 giờ mà ông đi móc mồi nha. Móc mồi tới 5 giờ mấy trời cũng sẩm sẩm. Cái ông nào cũng dâng xong rồi bắt đầu đảo lại cái gốc nó dâng xong rồi mình lại cái gốc cây gáo bự đó đó. Chỗ đó là cái sân lúa đó, tại vì sân lúa nó cao nó ngập nó mới gì các bạn. Mà ông hẹn lại cái sân lúa đó, sân lúa thì nó có cái cây gáo bự lắm, nguyên hàng gáo, gáo cỡ mà người ta trồng gáo đó mà cho nó mát, mà
phơi lúa rồi có chỗ mát nữa mà vô tránh nắng rồi cái gì các bạn. Cái móc mồi xong rồi ổng vô đó đảo lại đâu dính được mớ cá, cá đó xưa có bự không, cái gì dính cái chê mà trùng dính cái chê nhiều, cá lóc thì cũng dính ít, chê cái rô chốt đủ thứ hết. Thì cá xưa con nào cũng lấy gần cái ký các bạn ơi, cá chê với cá lóc bự gì đó, có rô rô đồng mình thì cùng tay nó bắt, cái nhỏ nhỏ đâu bắt ngỗng dân sông hết đảo là ông nào cũng dính được mớ hết. Cái rượu thì có đem theo sẵn là nhâm nhi, nó giờ lựa mấy ba ngự thì bắt ba cái chơi ngự con, ông nào cũng bỏ ăn con cá mà nướng nha, nướng chấm nước mắm nhậu là gai mà ở 8 giờ đi thăm. Cái nướng xong xuôi rồi bắt đầu cái dọn ra, dọn cái ông kia ông giấy nè, ông bà cô bác sư một sư má vòng vòng ở đây thì hồ lộ cho mấy anh em tôi đêm nay chân câu ở đây dính đồ dính rồi nó trúng thiệt trúng rồi mấy ông ơi. Rồi mời tôi bán kiếm tiền đó là tôi mua mà thịt thà gì tôi ăn cơm á, tôi dọn cúng kiến mà ông rủ mà ông về ăn luôn. Đây ông này cũng ông giấy xong rồi bắt đầu có rượu ra uống, uống đầu hai ba cốc dòm lên dòm hai ông kia rồi thấy có một bà bằng nguyên bộ đồ trắng mà tóc xù xuống mặt trắng xác đứng kế bên, trời Phật ơi ma mấy ông ơi. Mấy nam kia dòm qua thì đâu có thấy, ông này thì ông yếu muốn vía thì ông gặp, trời ơi bà kia nó cười chành ra vậy ló hai răng nanh quán hồn chạy nhảy xuống chuồng trống, trời Phật ơi ma ông ơi. Mới gặp cái bà đứng kế ông đó mặt trắng xác mà ló hai răng nanh thấy ghê quá. Về mấy ông ơi, về ăn kia dòm qua gửi sau lưng thì đâu gặp gì đâu, ông này tào lao với mẹ mới uống mấy cốc rượu tào lao rồi có thấy gì đâu mà trời ơi bả còn đứng kìa cười tôi nữa kìa. Thôi tôi về à, ông về tôi về trước rồi. Ông này ông sợ quá trời sợ, ông phóng xuồng trống gì à, trời ơi đụng câu mà văng lấy mấy trăm lữ gì bỏ lại hai tao hả. Hồi ông quê tôi sợ bà đó quá, trời ơi có bà nào đâu có gặp gì đâu nó mà trời ơi bà còn đứng kìa ông ơi, kêu ông lại hoài mà không chịu, ông chống te te thì ông về luôn, bỏ hai ông này rồi. Hai ông này thời Phật, cái này kỳ cục á, mọi người ăn dọn xong mới uống mấy cốc rồi nó ma mình đâu thấy gì đâu. Hai ông đó nhưng xong đó xong rồi nó ma mình có gặp gì đâu mà về hết về rồi còn tôi không buồn hiu, thôi làm cái xương đi rồi hồi thông câu ông ơi, về cho về đi. Ông này không tin mà ngồi ở dưới trên đó thì có cây gáo gáo che mát lắm mà trời cái này cũng sẫm, đầu nói thôi để xuống chuồng lấy cái đèn nó lên cái mình ở đây cái hồi tối mình bật cái đèn lên đó thì đèn xài câu đèn khí đá không, không có đèn bình với đèn pin như vợ các bạn,
người dân câu nó sắm những cái đá nó xài. Đây, hai ông ngồi nhậu uống một cái rồi kia ông bỏ gì ông đương hứng nữa. Ngồi nhậu một hồi xong rồi cái gì mà nhiễu xuống cái đầu hoài gờ lên nhức nhợt. Ông kia ngồi bên kia họ cũng nhiễu xuống cái đầu ông kia lập đập nói gì kỳ ta gì trên đây nhiễu hoài gờ gờ cái đầu ông nhức nhợt cũng thôi không có ngó tới nữa. Vô hai ông vô họ cũng cứng cứng rồi ha, họ cũng nhiễu đợp đợp nó sẽ cái gì kỳ trời nhiễu hoài dòm lên trên có gì nhiễu trời Phật ơi dòm lên thấy cái mặt bằng cái nia nhìn là trời mà găng nào nấy chà bá lửa nó le ra dài thòn nó liếm trời Phật ơi ông hai ông nội này gặp tá quả ông tin lết không sẫm tối rồi lết bọn chuồng mà giáp đó mà nhổ cái chuồng mà không kịp mở dây nữa hơi chống thí trời chống giật cái chuồng té xuống nước văng cái nước trời ơi ông lội ông la quá trời mà giữa đồng lớn có nhà cửa gì đâu lội ra ruộng đùng trời ơi mới ông gặp cái hồn vía lên mây gì nhiễu đập mà ông mới độ thì gờ lên nhức nhất rồi một hồi cái ông bỏ thí rồi sao ông nhiễu nhiều quá ông dòm lên ông thấy cái mặt mình cái nia mà găng nào ông lấy chọc bá lửa mà nó le cái lửa mà nước miếng chảy rồi lum hết trơn ông nội ơi hai ông đó là cái quải một cái phóng xuồng chống thí mà chưa mở dây chống té hết ông bảo lội ra ngoài đồng giữa đồng trống vậy là làng chói lói làm khang cổ mà đâu có ai nghe ai hai ông đó trời Phật ơi giờ làm sao đây ở giữa đồng đây mà lội với nước nhưng không có xuồng rồi sao không nó thôi bỏ mẹ nó tôi ông lội ra ngoài sông về luôn không ơi hai ông nó lội trầm với nước nha lội thí mẹ ra ngoài sông lớn là gì à thì ở chỗ ông cắm câu lội ra ngoài sông đụng nhà ta ngoái thì chỉ cỡ chừng trên cây số lội với nước trời Phật ơi ông lội được ra ngoài sông ông mừng nó hết lớn phải là mà diện lược với ông kia thì đâu có bị tình trạng gì đâu có ông kia thì ông nhẹ ông dí ông thấy thấy cô vợ kia đứng sau lưng mà tóc thì bù xù mà mặt thì trắng xác cừ thì ló ra găng nào lấy chọc bá găng nanh nữa quả hồn dí ông ma ông ơi ma ông ơi mà chạy mấy ông kia thì không thấy trời Phật ơi nó mình nhíu lên đầu lợp mình dòm lên gặp cái mặt một anh nia trên ông nội ơi nó mình xỉu luôn như chạy gì nói chạy trời phóng chuồng nhổ sào mà không kịp mở dây mà chống thí giật té lội bộ cả tới xong trời ra ngoài mừng hết lớn la làng tối lối người ta nói làm gì la dưới hai ông già trời Phật ơi kể lại nó đưa ngồi nhậu với ba thằng ngồi nhậu mà kia nó nói có bà nào đứng ngay sau lưng á nó mà quả hồn chạy bỏ tôi thì ngày giờ không có thấy đâu rồi không tin rồi ngồi nhậu tiếp còn hồi trên đầu nhiễu có nước gì mà gờ nhức nhớt rồi thôi cũng không để ý không dòm lên nhậu hồ nó nhiễu nhiều quá rồi bắt đầu dòm lên cây gáo trời Phật ơi cái mặt còn nó nia mà nỉ mẹ đây
găng nào lấy chầm bá lửa mà nó le cái lửa dày thòn mà nó miếng tùm lum tùm le cho cặp con té đáy con xỉu luôn mà. Mình xuống xuồng phóng rồi bắt đầu quên mở dây dăng với nước rồi thôi lội ra được mà xong rồi bắt đầu từ rồi đó là làng anh ta xúm ra trời luôn nó bắt đầu hỏi nhà ông ở đâu à, tôi nói tuốt bên kia cách mấy cái số nó rồi chắc này hai ông lội bộ gì luôn hả nói gì chứ sao giờ xuồng bỏ mà đồng quá rồi câu bỏ luôn mời vô cuốn cho bây giờ nó bỏ luôn chứ sao lội gì tới nhà được nó trời Phật ơi phụ ngựa tao phải nghe lời mày người ta về dắt đó được rồi tao nhậu ngồi nhậu hơi mà cái trên đầu nó nhiễu cái gì đập không để ý rồi hồi cái dòm lên gặp mặt bằng ni trời ơi mà găng nào nó chọc bá lửa nó le lử mà nước miếng không thì clip Tấm Phương kể chuyện ma do người xưa kể lại của gì các bạn thì tới đây cũng xin kết thúc của gì các bạn à. Mình xin hẹn lại clip kế tiếp của gì và các bạn.